Theo rà soát của Sở Nội vụ Đà Nẵng, đối tượng nằm trong diện khuyến khích nghỉ việc nhường ghế cho lớp trẻ tại Đà Nẵng là 316 cán bộ. Phần lớn, họ đều là cán bộ cấp phó phòng trở lên thuộc các cơ quan hành chính công lập và hành chính sự nghiệp trên địa bàn. Trong đó, khối đảng có 69 người, khối chính quyền là 178 người và khối đơn vị sự nghiệp là 69 người. Nội dung chính của cái việc mà chính sách này ấy, là chúng ta hỗ trợ kinh phí để động viên những cán bộ tự nguyện nhường vị trí để bố trí cho cán bộ trẻ được quy hoạch theo cái đề án của thành ủy. Và đối tượng thì thứ nhất là phải cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo từ trưởng phòng trở lên và đủ tuổi 50 đối với nữ và 55 đối với nam. Mấu chốt của chủ trương này là Đà Nẵng áp dụng một số điều kiện và chính sách hỗ trợ đặc thù. Người chấp nhận nghỉ việc để nhường ghế theo tinh thần tự nguyện và được biết nhân sự nào để thay thế mình. Đặc biệt, ngoài các khoản hỗ trợ theo quy định của nhà nước, người thôi việc sớm sẽ nhận được số tiền hỗ trợ từ thành phố Đà Nẵng từ 120 đến 200 triệu đồng tùy chức vụ công tác. Thực tế về cái kinh phí này thì cũng vận dụng các cái chính sách của nhà nước để mà tổ chức thực hiện và cũng có một phần ngân sách của thành phố rút ra để hỗ trợ chính sách này. Ông Bùi Văn Tiếng, nguyên trưởng ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho rằng chính sách này là một nỗ lực lớn của chính quyền Đà Nẵng, nhất là quyết tâm trẻ hóa cán bộ, hướng tới một nền công vụ không có công chức suốt đời. Đối với cái cán bộ mà trẻ mà sẽ được đã được quy hoạch và sẽ ngồi vào cái ghế cao hơn đó. Như vậy phụ thuộc vào hai cái. Một là phụ thuộc vào sự tự nguyện của người cán bộ lớn tuổi. Không phải cán bộ lớn tuổi nào cũng có thể tự nguyện được nếu như sức hấp dẫn nó không cao. Hiện nay, Đà Nẵng là một trong các địa phương có lực lượng cán bộ trẻ có trình độ được đưa đi đào tạo nước ngoài theo đề án nhân lực chất lượng cao nhiều nhất cả nước. Chủ trương hỗ trợ kinh phí khuyến khích cán bộ về hưu sớm được Đà Nẵng khẳng định sẽ thực hiện rất kỹ lưỡng để không xảy ra bất cập. Tuy nhiên, để lựa chọn cán bộ tốt thì bài học về chọn nhầm cán bộ trẻ như ông Nguyễn Xuân Anh vừa qua vẫn luôn là bài học thời sự đối với Đà Nẵng nếu muốn có một đội ngũ cán bộ tốt phục vụ cho thành phố.